Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay, Việt Nam Book sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Lê Như Hổ. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu nhé! Ở làng Tiên Châu bây giờ thuộc về tỉnh Hưng Yên, ngày trước có một anh học trò họ Lê, người anh to cao, ăn khỏe như hổ, bởi thế người ta gọi là Như Hổ. Cha mẹ anh nhà nghèo, nhưng cũng cố gắng nuôi con ăn học. Từ lúc Hổ biết làm văn bài, mỗi bữa cha mẹ cho ăn một nồi bảy cơm, nhưng chỉ được nửa năm trong nhà hết veo cả gạo, phải cho anh chàng đi gửi rể. Nhà ông Nhạc Hổ là một ông nhà giàu ở làng Thiện Phiến, kỳ rể mới đến, cho ăn mỗi bữa một nồi năm, nhưng vẫn thấy Hổ ăn rồi lại nằm khểnh không chịu học hành gì cả. Một hôm ông Nhạc đến tìm ông thân sinh ra Hổ hỏi, ông bảo con ông là người chăm học, làm sao từ khi nó đến nhà tôi, chẳng thấy nó học một tiếng nào. Cha Hổ hỏi lại, mỗi bữa ông cho cháu ăn bao nhiêu? Một nồi năm, thế thì cháu không học là phải, nhà tôi dẫu túng kiết cũng phải cho cháu ăn một nồi bảy. Từ đó cha vợ bảo thổi cho anh chàng một bữa một nồi bảy, mới thấy Hổ cầm sách học được một hai tiếng. Người mẹ vợ thấy vậy tỏ ý không bằng lòng, một hôm bà phàn nàn với chồng. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, ông chọn phải đồ ăn hại, chả làm nên được tích sự gì cả. Chồng đáp, nó có sức ăn hơn người chắc có tài hơn người, đừng lo. Nếu thế thì chúng ta có mấy mẫu ruộng hoang, thử bảo nó ra đấy vỡ xem có làm nổi hay không thì biết. Người cha vợ liền bảo Hổ vỡ ruộng giúp, Hổ nhận ngay, nói rằng, được, ngày mai cứ nấu cơm cho ăn, con sẽ xin làm chu tất. Qua ngày mai, ăn xong, Hổ cầm con dao lớn ra đầu làng ngồi dưới gốc đa. Nhân có gió mát chàng thiêu thiêu ngủ và làm luôn một giấc ngon lành. Đến khi mẹ vợ đi chợ về qua, thấy Hổ vẫn còn ngáy giống dưới bóng cây, tất tả chạy về bảo chồng, ông còn thổi nhiều cơm cho nó ăn nữa thôi. Ông ra mà xem nó vỡ ruộng dưới gốc đa kia kìa, thật là đồ ăn hại đái nát. Không ngờ khi bà mẹ vợ gặp Hổ, chính là lúc Hổ sắp tỉnh giấc. Anh chàng vươn vai rồi cầm dao xuống ruộng, chỉ một buổi phát luôn ba mẫu cỏ, Hổ phát nhanh đến nỗi cá chạy không kịp, chết trôi nổi đầy đồng, bắt không biết bao nhiêu mà kể. Đến khi cha mẹ vợ ra ruộng thăm, thì ruộng cỏ đã phát xong lại được thêm mấy thủng cá. Họ mới biết chàng rể nhà mình là người có tài, tấm tắc khen ngợi. Khi lúa chiêm đã chín vàng, người mẹ vợ bảo Hổ đi mượn lấy 20 công gặt. Anh chàng bỏ đi chơi đâu một lúc lâu rồi về cho biết là không mượn được một người nào cả. Nhưng lúc bấy giờ đã thổi xong một nồi 30 cơm, chỉ còn đợi thợ gặt đến ăn. Hổ bảo, họ không chịu đến gặt, âu là con xin cố sức giúp thầy mẹ. Thế là Hổ ngồi một mình tì tì chén hết cả một bung lớn tướng cơm. Thấy mẹ vợ có ý không bằng lòng, anh chàng thưa, mấy mẫu lúa ấy cứ để mặc con gặt và gánh chỉ trong một ngày là xong hết. Nói đoạn Hổ cầm dao chặt tre trẻ lạt mang đi. Hổ gặt độ nửa ngày là xong 2 mẫu lúa. Thế rồi bó tất cả lại thành 4-5 gánh lớn tướng lần lượt quẩy về, và chỉ đến chập tối là xong tất. Từ đó người mẹ vợ mến phục con rể, cho Hổ ăn đầy đủ để chàng an tâm học tập. Hổ học đến đâu nhớ đến đấy, không bao lâu thi đậu ông nghè. Trong thời gian đi thi, Hổ đánh bạn với một anh chàng cũng nổi tiếng ăn khỏe tên là Nguyễn Thanh, người trong xứ Thanh. Khi chia tay, mời bạn đến nhà, Hổ hỏi bỡn, nhà bác có đủ cho tôi ăn 1 tháng không? Nguyễn Thanh trả lời, bác đừng lo, cứ đến chơi, thế nào cũng đủ. Sau đó ít lâu, Hổ cùng một người đầy tớ hẹn đến chơi nhà Nguyễn Thanh. Bấy giờ ông Thanh đi vắng, Hổ bảo vợ bạn, ông nhà ta có hẹn tôi đến chơi, nay tôi có việc qua đây, thầy tớ độ 30 người, nhờ bác biện cho một bữa. Vợ ông Thanh lập tức bảo người nhà thổi một nồi 50 cơm và mổ một con lợn to làm thành 6 mâm cỗ bưng lên. Trước mặt người đàn bà, Hổ sai người hầu làm bộ lăng xăng vờ ra gọi tất cả đầy tớ vào ăn, nhưng cuối cùng chỉ một thầy một tớ ngồi chén tỉ tỉ hết mâm này đến mâm kia. Xong đâu đó, Hổ cáo từ ra về. Hôm sau, ông Thanh trở về nhà, người vợ kể lại chuyện cho biết. Ông Thanh nói, thôi đích là Lê Như Hổ rồi. Năm sau, một mình ông Thanh tìm đến chơi nhà Hổ. Hổ sai mổ 2 con lợn và 4 mâm xôi làm cỗ đãi khách.
người nhà bưng cho chủ và khách mỗi người một con lợn và một mâm xôi. Còn Hồ ngốn hết phần ăn của mình rồi lại ăn trèo sang mâm của bạn. Nguyễn Thanh cả sợ nói: sức ăn của bác thật là như hồ, cơ nghiệp nhà tôi giàu lắm cũng chỉ thết quan bác được 10 bữa mà thôi. Về sau, Lê Như Hổ làm quan to trong triều, một lần vâng lệnh vua đi sứ Trung Quốc, Hổ đưa theo một người hàng thịt có tài biện bác để theo hầu. Khi sứ bộ đến kinh đô, vua Trung Quốc nghe tiếng sứ giả nước Nam là người ăn khỏe khác thường, mới sai dọn yến để xem thử thế nào. Vua bảo đặc biệt sai dọn 18 mâm cỗ đặt lên 18 tầng cao. Cỗ ở tầng thứ 18, vua sai đầu bếp giỏi lấy đầu cá làm thành một cái đầu trông như thật để dọa sứ giả. Đoạn sai mời riêng Hổ vào ăn. Hổ đập bụng ăn hết cỗ tầng dưới rồi trèo lên ăn cỗ tầng trên, liên tiếp một mạch không nghỉ. Ăn đến cỗ ở tầng thứ 18, Hổ thấy cái đầu người, nhìn qua biết là cái đầu cá, liền cầm đầu đũa móc con mắt giơ lên cho mọi người xem rồi bảo người hầu: ta xưa nay chưa biết mùi thịt người là thế nào, nay được hoàng đế cho ăn đầu người phương Bắc thật là quý, vậy hãy đem giao lại đây cho ta. Mọi người đứng dưới đều bịt mắt không dám trông lên. Việc đến tai vua, vua rất kính phục, nhưng cho câu nói của Hổ xúc phạm đến quốc thể, mới sai người hầu bưng đầu đi. Rồi vua sai lấy sơn gắn mắt Hổ lại, giữ riêng ở một nơi. Ba hôm sau, vua sai dắt Hổ đi khắp mọi nẻo trong hoàng thành, rồi lại dắt trở về chỗ ăn yến cũ, hỏi: chỗ này là chỗ nào? Hổ đáp: đây là chỗ tôi ngồi ăn yến hôm nọ. Vua khen là người là có tài, bèn tha cho Hổ không phải gắn mắt nữa. Bấy giờ Trung Quốc trời làm hạn hán suốt 3 tháng không có lấy một giọt mưa. Nhân có sứ giả các nước bốn phương đến chầu, vua mới hạ chiếu cho các sứ thần làm lễ cầu đảo. Ai cầu được ứng nghiệm sẽ được phong tước và trọng thưởng. Hổ nhờ người hàng thịt xem tượng trời biết là còn lâu mới mưa, nên tâu rằng nước chúng tôi là nước bé, xin để sứ giả các nước lớn cầu đảo trước đi đã. Vua y theo. Sứ giả các nước lần lượt vào làm lễ đều chả ăn thua gì. Đến lượt sứ giả Việt Nam, Hổ tâu vua rằng: trong sứ bộ chúng tôi có một người có phép hô phong hoàn vũ, nếu bệ hạ muốn dùng xin để gọi vào. Vua lập tức cho đi gọi. Hổ đưa người hàng thịt đến cho vua. Người hàng thịt thấy trời chưa có dấu hiệu gì tỏ ra sắp có mưa nên lúc đến nơi, tâu vua: xin bệ hạ cho xây một cái đài cao 10 trượng, trên đó phải sắm đủ lễ vật cần thiết. Thần sẽ chọn ngày tốt để trai giới lên đàn, rồi gọi mưa đến. Công việc cứ rành rang mãi cho đến lúc rễ si và cỏ gà đều đâm nõn trắng, họ mới tâu vua xin bắt đầu làm lễ. Cúng ngày hôm trước thì hôm sau trời liền đổ mưa suốt 2 ngày đêm. Người Trung Quốc, từ vua chí dân đều mừng rỡ, khen sứ giả Việt Nam có bụng chân thành làm cảm động được trời đất. Vua Trung Quốc bèn phong cho người hàng thịt làm lưỡng quốc quốc sư, còn Hổ thì phong làm lưỡng quốc thượng thư. Thấy Hổ có tài, vua Trung Quốc lưu lại bắt dạy hoàng tử. Hổ tuy muốn về lắm nhưng không thể chối được, bất đắc dĩ phải ở lại dạy học. Theo phép dạy của Hổ thì trước học lễ, sau mới học văn. Hễ hoàng tử hơi có tí lỗi là Hổ cầm roi vụt ngay vào đít. Hoàng hậu thương con hay phải đòn, mới xin vua chọn một ông thầy khác. Vì thế Hổ ta được trở về nước. Lúc hai thầy trò Hổ về, vua Việt Nam cho là họ có công lao, phong thưởng rất hậu. Kỳ Hổ chết, vua Trung Quốc sai sứ sang điếu và ban cho một cái áo quan bằng đồng. Các bạn nhỏ thấy câu chuyện này có hay không nào? Hãy đón chờ câu chuyện tiếp theo của Việt Nam Book nhé! Chào các em!